Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của Bắc Tấn Phong Lưu, tập 302. Toàn phu nhân dường như không đám chắc lắm, ngồi xổm người xuống, đặt một tay Lý Kỳ lên vai mình, khẽ cắn môi. Vừa chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, thuận tiện còn đụng phải Lý Kỳ. <laughs> Cô chơi ta à? Bây giờ ta ngồi đây rất là khó khăn nha, Lý Kỳ nhìn tần phu nhân nằm úp sấp trước ngực mình, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, không cười cười ha ha vài tiếng. Tần phu nhân u oán liếc nhìn Lý Kỳ, Lý Kỳ vội giải thích nói: "À, ta không phải là cười phu nhân, chẳng qua là ta cảm thấy buồn cười, vì bình thường muốn đụng phải phu nhân đều phải bị phu nhân mắng cho cầu huyết lâm đầu. Hôm nay phu nhân chủ động nhào đến ôm lấy, ta lại không có cả sức để nhấc tay lên. Thật sự ta muốn khóc, nhưng đến sức để khóc còn không có, chỉ đành cười thôi." Đến lúc này rồi mà ngươi còn tâm tư nói những thứ này sao? Thần phu nhân lúc này mới phát giác là mình đang nằm trước ngực Lý Kỳ, vội vàng ngồi dậy, không khỏi liếc trăng Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ cười khổ nói, bây giờ trên dưới cả người ta, thứ có thể đồng đậy chỉ có cái miệng này. Phu nhân không thể đoạt mất cả quyền được nói còn sót lại của ta chứ. Thần phu nhân nhìn về mặt chua sót của Lý Kỳ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lý Kỳ rơi vào cái cảnh chật vật như vậy, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nói, xin lỗi là ta hãy ngươi ra như vậy. Lý Kỳ lắc đầu không lên tiếng. Tần phu nhân khẽ cắn môi, đột nhiên nở quỳ trên mặt đất, lại đặt tay lên Lý Kỳ. Lý Kỳ sừng sốt, phu nhân muốn làm gì vậy? Tần phu nhân không lên tiếng, cau chặt hai hàng mày, sử dụng sức lực toàn thân, không ngờ lại cứng rắn mà kéo được Lý Kỳ ngồi lên. Và wow, lợi hại nhé. Lý Kỳ không khỏi kinh ngạc nhìn tần phu nhân, nói, bằng không, phu nhân, phu nhân cõng ta đi. Đây mà là nam nhân sao? Tần phu nhân cứng đờ không nói tiếng nào, cắn chặt hàm răng trắng dùng sức hướng lên phía trên. Lý Kỳ nhìn thấy mà xấu hổ trong lòng vội vàng một tay chống xuống đất, hai chân cong lại dùng sức phát lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của hai người cuối cùng đã giúp Lý Kỳ đứng lên được. Lý Kỳ và Tần Phu Nhân đều thở phì phò từng hơi, tiết tấu vô cùng đồng bộ, đồng bộ đến mức hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau đều cười ra tiếng. Nhưng Tần Phu Nhân vừa mới thả lòng thì suýt chút nữa lại mất sức ngã xuống. Bây giờ Lý Kỳ cũng là một con diều lắc lư theo gió nhỉ, thân thể cũng theo đó mà lảo đảo một cái, vội nói: ổn định ổn định." đại tỷ uh, tính mạng của tiểu đệ đều đặt cả vào ý niệm của tỷ nhất định phải dựa vững nha tần phu nhân vội vàng ngừng cười trừng mắt nhìn lý kỳ bảo hắn câm miệng sau đó đỡ lý kỳ đi về phía trước nói là đi thật ra còn chậm hơn cả đi lý kỳ được đỡ đi một hồi bắt đầu khôi phục lại chút sức lực dù sao cũng là nam nhân mà khôi phục lại quá nhanh lần này đã giảm bớt rất nhiều áp lực của tần phu nhân nha qua nửa nén nhang tình huống hoàn toàn đảo ngược rồi chỉ thấy một tay lý kỳ ôm lấy tần phu nhân đỡ lấy nàng tập tĩnh đi về phía trước Tần phu nhân nâng bí mắt lên, lén nút nhìn Lý Kỳ, ai nái nói. Lý Kỳ, có phải ta rất vô dụng không? Kết quả vẫn là ngươi chăm sóc ta. Ừ, um, bây giờ phu nhân mới biết à? Lý Kỳ nói xong, thấy vẻ mặt của tận phu nhân ái náy, lại nói, ừ, um, ta đùa đấy. Thật ra trong mắt ta, phu nhân luôn là nữ nhân vô cùng dũng cảm. Tận phu nhân nghe thấy Lý Kỳ khen nàng thì cảm thấy vô cùng không thích ứng kịp, nói. Tiếp theo, người chắc chắn là không nói lời hay rồi. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói, xem ra phu nhân rất hiểu ta. Nhưng lần này phu nhân đoán sai rồi, ta thực sự nghĩ vậy. Trong thời đại này, phu nhân đã từng nhìn thấy nữ nhân nào dám đuổi theo tình yêu của mình chưa? Trong số những người mà ta quen biết, thất nương là một, phu nhân là một, nhưng tình huống của thất nương và phu nhân khác nhau. Nhạc phụ và nhạc mẫu ta sở dĩ đồng ý cho thất nương theo ta, trong đó có đâm tầm mang theo nhân tố chính trị nữa. Còn phu nhân lại khác, phu nhân đã trải qua muôn ngàn khó khăn mới gả vào tần ra được, trong đó chỉ có tình yêu mà không có gì khác cả. Tần phu nhân trầm mặc một chút bỗng nhiên lắc đầu. Ờ sao vậy? Ta nói không đúng sao? Thật ra trước đó người nói rất đúng, lúc trước ta gả vào tần gia còn có một nguyên nhân nữa, chính là ta đích thực đã bị tì tì ảnh hưởng, hy vọng có thể tránh việc liên hôn chính trị. Đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, gần vua như gần cọp nha. Nếu không phải mệnh của tần mạc không tốt thì bây giờ phu nhân nhất định là một nữ nhân vô cùng hạnh phúc. Ngữ khí vô cùng thương cảm, hạnh phúc, tần phu nhân thì thảo tự nói, trong ánh mắt ảm đạm lại hướng về phía trước. Bộ xoáy, bộ xoáy, người có nghe thấy không? Lý Kỳ và tần phu nhân đồng thanh nói, Xem ra Không phải là ta đang nằm mơ Hai người lại đồng thanh nói ớ ăn ý như vậy Hai người nhìn nhau không khỏi vui đến muốn khóc Trong hai canh giờ ngắn ngủi này Bọn nó đã trải qua từ sống đến chết Lại từ chết thành sống phản phất như đã trải qua hai đời rồi vậy Đợi một chút Lý Kỳ đột nhiên buông tần phu nhân ra Kéo đai lưng cởi áo khoác Tần phu nhân hoảng sợ nói Người muốn làm gì Ờ, à, phu nhân đừng hiểu lầm nha Lý Kỳ choàng áo lên người tần phu nhân Vô cổng nghiêm túc nói Phu nhân, người lộ sạch rồi Lộ sạch, Lý Kỳ chỉ trước ngực nàng. Tần phu nhân cúi đầu nhìn, hóa ra xiêm mi bị người ta thấm nước, gần như là đã dán sát vào thân mình. Núi đôi đầy đàn trước ngực đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Quy mô đó thật là đáng xem nha. Đặc biệt là khe sâu trắng tuyết chính giữa trước ngực như ẩn như hiện, thực rất mê người. Không khỏi thất thanh quát to, giận dữ nhìn Lý Kỳ nói. Vì sao Huy không nói sớm? Lý Kỳ trận trắng mắt nói. À, nó đùa gì vậy? Nếu không phải như vậy, phu nhân cho rằng ta lấy giấc đâu mà ông phu nhân đi xa như vậy chứ? Người, người quá hạ lưu. Tần phu nhân vừa thẹn vừa giận, hai tay kéo chặt lẽo áo khoác của Lý Kỳ. Đã muộn rồi, cái nên thấy đã thấy sạch tử sớm. Lý Kỳ vui tươi hớn hở mà bật cười. Chợt nghe thấy nơi xa có người hô, bên kia hình như có người, mau qua đó nhìn đi. Lý Kỳ ha ha nói, <laughs> Phu nhân, nói thật với phu nhân vậy, thật ra ta không còn sức hô cứu mạng nữa. Mấy bất đang dĩ dùng cái hạ sách này, dụ cho phu nhân thét lên. Phu nhân không tin thì thét thêm mấy tiếng xem tử đi. Tuyệt đối không có lớn tiếng chói tai như hồi vừa rồi đâu. Đương nhiên nếu phu nhân nhất định muốn hoài nghi nhân phẩm của ta, vậy thì bây giờ mời phu nhân trả lại áo khoác của kẻ hạ lưu này cho ta." Nói xong hắn thật sự vươn tay ra. Tần phu nhân làm sao mà đồng ý, trong lúc bối bố rối đã đưa tay ngăn cản tay của Lý Kỳ, bịch. Chỉ thấy Lý Kỳ bị nàng ngăn nhưng vậy thì trực tiếp ngã xuống đất. Lần này không khỏi quá trực tiếp rồi, Tần phu nhân ngây ngẩn cả người, mờ mịt trừng to mắt, "Ta không có dùng sức mà." Thần sắc căng thẳng nói, "Lý Kỳ, ngươi không sao chứ?" mí mắt của lý kỳ dần dần buông xuống trong miệng mệt mỏi thở dài nói phu nhân ngăn cản như vậy ta mất đi sức lực rồi cũng chỉ có thể ngất xỉu thôi nói xong hắn thật sự hôn mê mất nơi giao nhau của điền xuyên tạng có một nơi gọi là mang khang và thời chiều đường trong khu mang khang đã khai thông con đường trả ngựa mang khang theo đó mà trở thành cửa sổ quan trọng của giao lưu văn hóa, kinh tế, đối ngoại, chính trị, vân vân của vùng Đông Nam Thổ Phiên, đương nhiên cũng trở thành vùng đất binh gia giao tranh nhiều đời. Mang khang cũng là cửa chính Đông Nam của cao nguyên thanh tạng. Vốn dĩ có rất nhiều bộ lạc thổ dân cư trú ở địa khu Mang Khang. Nhưng sau khi tổng tán can bố thống nhất nơi này thì các bộ lạc ở đây hợp lại thành cùng một dân tộc chính là tạng tộc. Lúc này, chính quyền khống chế Mang Khang là một bộ lạc do người vốn tên là La La Khang thống lĩnh. Sau khi đồng quán xuất trinh Hoàng Hà Đại Thắng, La La Khang cũng quy thuần Đại Tống. Tống Huy Tông còn thường cho ông ta họ Triệu, tên là Triệu Ngôn Khâm. Ở phía nam huyện Mang Khang lân cận, chính là một nơi gọi là Thành Duật Tê. Thành Duật Tê này cũng có thể nói là nơi tiếp giáp của Đại Lý và Thổ Phiên. Thật ra, từ sau khi Cao Thị cầm quyền thì nội bộ Đại Lý vẫn vô cùng hỗn loạn, từ sớm đã không còn sức xuất, xuất trinh, mà sau khi thổ phiên chưa cắt thì cũng giống hệt như vậy. Thật ra hai nước cho tới nay đều coi như là bình an vô sự. Nhưng hai nước lại xảy ra không ít mâu thuẫn ở giữa địa khu Mang Khang và Thành Duật Tê. Nguyên nhân là do giữa Mang Khang và Thành Duật Tê có một nơi gọi là Sát Tạp Lạc. Sát Tạp Lạc là tiếng Tạc, dịch thành tiếng Hán có nghĩa là mỏ muối. Tên như ý nghĩa, ở đây có nhiều mỏ muối. Mấy trăm năm trước đã vô cùng nổi tiếng, cũng là một lối đi quan trọng của con đường trà ngựa. Muối cho dù là ở thời cổ đại hay là ở hậu thế thì người cầm quyền đều vô cùng coi trọng bởi vì muối đại diện cho tiền, hơn nữa vĩnh viễn không đổi. Tất cả mọi cuộc chiến đều tiến hành xung quanh lợi ích này. Vốn dĩ sát tập lạc này thuộc về thổ phiên, nhưng sau đó thổ phiên suy yếu, đại lý thờ cơ chiếm lấy nơi này, muốn lấy nơi này làm biên giới hai nước. Thổ phiên đương nhiên là sẽ không đồng ý, mà mối này là của cải rồi già vô tận, dựa vào cái gì mà ta cho người chứ? hai nước không ngừng xảy ra rất nhiều xung đột ở đây nhưng vì nội bộ thổ phiên đang giao chiến binh lực suy yếu do đó đại lý vẫn nắm chặt được nơi này về sau sau khi triệu ngôn khâm tự lập làm vua cũng luôn hy vọng có thể thu phục sát tạp lạc đáng tiếc là đánh không lại đàm phán thì đại lý sống chết không chịu nhường cho nên cho đến hiện nay vẫn luôn rằng co không rứt ở đây sau khi ngô giới tới đây thì đã biết được tình hình này lập tức coi đây là lý do mà đóng quân ở mang khang đồng thời bảo triệu ngôn khâm đưa ra cảnh cáo với đại lý nếu đại lý không giao ra nơi này, vậy thì chúng ta xuất binh đoạt lại nơi này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Triệu Ngôn Khâm tuy rằng quy thuận Triều Tống cũng theo tên người Hán, nhưng dù sao ông ta cũng không phải là người Hán. Nếu như ngươi không cho ông ta chút ưu đãi thì ông ta cũng sẽ không tận tâm tận lực giúp người nha. Đạo lý này ngô giới đương nhiên là hiểu, liền âm thầm đáp ứng với Triệu Ngôn Khâm, chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ thì không những cho người thăng quan tiến chức mà còn tặng sát tạp lạc cho ngươi. Như vậy khác nào cho ông ta cả một kho vàng chứ, Triệu Ngôn thâm sao lại không đồng ý chứ? Lúc trước đánh không lại nhưng bây giờ có đại thống trợ giúp, lương thực tăng gấp đôi, lực lượng tăng gấp bội, lập tức phái người đến đại lý đàm phán, bảo đại lý lui binh khỏi sát tạp lạc. Đương nhiên đây chỉ là tiên lễ thôi, còn chuyện hậu binh hay không thì phải nói cách khác. Cao thị không ngốc, dựa vào cái gì mà chỉ một câu của ngươi thì bảo ta trả cho kho vàng này lại cho ngươi chứ? Hơn nữa sát tạp lạc này đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng quan trọng giống như vậy, trong đó liên lụy đến lợi ích nhiều mặt. Hơn nữa do bộ lạc của Triệu Ngôn Khâm và Đại Lý là hàng xóm cũ, đôi bên cũng biết rõ nguồn gốc lẫn nhau. Cao Thị căn bản không e ngại Triệu Ngôn Khâm, người có bản lĩnh thì xuất binh đoạt lại đi. Cao Thị ngoài mặt làm ngơ chuyện này không thèm để ý. Tại Mang Khang Trong đại bản danh của bộ lạc Triệu Ngôn Khâm, Ngô Giới, Ngô Lân, Trương Hiến và một vài tướng lĩnh quân Tống đang ngồi ở trong. Tướng quân, Sô Bật Sơ nói, Hoàng thượng Hạ Thánh Chỉ, Ai đánh chiếm phổ thiện triển trước thì phong người đó làm điền Nam Vương. Đây chính là cơ hội tốt để mấy huynh đệ chúng ta dương danh lập vạn nha. Sau khi Trương Hiến nhận được thư của Lý Kỳ, biết được Lý Kỳ bảo Ngô Giới tự mình toàn quyền làm chủ, không khỏi tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ngô Lân cũng vô cùng hưng phấn, cười ha ha nói, hờ, Điển Nam Vương, đại ca, xem ra dụng ý của xô Mật Sứ, không phải chỉ đơn giản muốn giúp đoàn thị đoạt lại quyền thống trị nha. Đương nhiên, nếu không có chút ưu đãi nào, thì chúng ta cần gì vì một người ngoài mà liều sống liều chết chứ. Ngô giới cười ha ha khi phách nói đến hờ hờ, Đến Nam Vương này nhất định phải là ta Trương Hiến vừa nghe thì thấy hấp dẫn vội hỏi Tướng quân đã có đối sách rồi sao Ngô giới cật đầu nói Trong thư Xuân mật sứ bảo ta toàn quyền làm chủ Vậy thì hàm ý chính là chúng ta có thể chủ động xuất kích Ngô lần nói nhưng mà đại ca nhân mã của đối phương gấp 4 năm lần chúng ta mà số mật sứ lại không điều nhân mã đến nếu chủ động xuất kích sợ rằng sẽ có giành chiến thắng ngô giới lắc đầu nói nhị đệ đừng có quên Trước mắt chúng ta chẳng qua chỉ là phò trợ đoàn thị đoạt lại phủ kiến Sương chủ lực chân chính là phía đoàn thị, chúng ta chẳng qua chỉ là phối hợp bên cạnh thôi. Nói xong y vung tay lên cất cao giọng nói, lấy bản đồ đến. Rất nhanh, hai binh lính đã mang bản đồ đến, một đám tương lĩnh cũng đều vây quanh lại. Phủ kiến Sương chính là kho lương quan trọng nhất ở phía tây Bắc Đại Lý, cao thị đã phái trọng binh đến trấn thủ địa khu này. Nếu tiến công phủ kiến Sương từ phía ngoài, y nói đến đây thì ngón tay đại chỉ vào kết thành ruột tê trên bản đồ, tiếp tục nói, như vậy nhất định phải đánh hạ thành Duật tê trước thành Duật tê này không khác gì cửa lớn tây nam của phủ kiến dương hơn nữa còn có địa khu mỏ muối sát tạp lạc này cho nên cao chỉ chú đóng quân đội một vạn người ở thành ruột tê mà quân đại lý ở phủ nam Dương cũng có một vạn binh mã thêm vào quân bộ lạc xung quanh cũng có hơn hai vạn nhân mã còn có một vạn phân tán ở xung quanh phủ kiến dương do vậy có thể thấy được phủ kiến dương này đối với cao thị mà nói là vô cùng quan trọng một khi phủ kiến dương thất thủ như vậy thì cả địa khu kia có thể đều sẽ rơi vào tay địch chỉ dựa vào chút nhân mã của chúng ta, muốn tiến công phủ kiến sương từ đây không thể ghi ngờ chính là người si nói mộng. Cũng may mà không cần chúng ta ra tay. Bởi vì nếu đoàn thị muốn tiến công phủ kiến sương, căn bản không cần phải qua thành ruột tê, có thể tiến công thẳng vào phủ kiến sương. Nhưng một khi phủ kiến sương bị tiến công, các người nói xem sẽ xảy ra tình huống thế nào? Trường Hiến nói, quân đội xung quanh nhất định sẽ đi cứu viện, không sai. Ngô giới tự tin nói, cười nói, bởi vì nhiều nơi xung quanh phủ kiến sương trên thực tế đều do một số bộ lạc khống chế, mà Cao Thị lại không tin lắm vào những bộ lạc này cho nên phủ kiến trương chẳng khác nào đại bản doanh ở phía tây bắc của cao thị một khi phủ kiến trương bị công kích hơn nữa đối phương còn là đoàn chính nghiêm cao thị nhất định sẽ triệu tập tất cả quân đội đi cứu viện vậy thì cơ hội của chúng ta đến rồi ngô lâm nói ý của đại ca là đợi khi cao thị được quân từ thành ruột tê về cứu viện chúng ta thử dịp xông vào sau ngô giới lắc đầu nói hừm, đối với mục đích lần xuất trinh lần này của chúng ta mà nói thành ruột tê căn bản không quan trọng cái chúng ta muốn không phải là chiếm lĩnh địa bàn hơn nữa trước tiên phải nghĩ cách tiêu diệt quân đội cao thị trợ giúp đoàn thị chiếm cứ phủ kiến sừng. dừng một chút y lại nói sát tà lạc này là một khu đất quý nhà đặc biệt là đối với những bộ lạc xung quanh mỗi năm bọn họ đều lấy được không ít lợi nhuận từ mảnh đất này trong mắt những bộ lạc này thì phủ kiến sưng kia thuộc về cao thị bọn họ càng coi trọng sát tạp lạc hơn bây giờ chúng ta đóng quân ở đây bọn họ làm sao mà dám rời đi nhưng cao thị thì lại khác Phủ Kiến Trương đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên ta đoán một khi đoàn thị tiến công Phủ Kiến Trương, vậy Cao Thị nhất định sẽ điều động một vạn quân đại lý từ thành ruột Tê đi cứu viện Phủ Kiến Trương, để những binh lính bộ lạc này canh giữ ở thành ruột Tê Trường Hiến nói, sát tạp lạc đối với những bộ lạc này mà nói cũng cực kỳ quan trọng giống như vậy. Cho dù Cao Thị không hạ lệnh, bọn họ cũng nhất định tận tâm tận lực canh giữ ở đây, cho nên Cao Thị căn bản không cần lo lắng. Người nói không sai, chính là đạo lý này. Ngô giới gật đầu nói, Lần này chúng ta chủ yếu muốn đánh quân đội cao thị chứ không phải là những bộ lạc này. Trước khi xung mật sứ đến, chúng ta phải cố gắng không kết thủ chỗ quán với bọn họ. Cứ như vậy chúng ta có thể chia tách hai bên. Trước tiên chúng ta có thể vòng qua những bộ lạc này, tập trung minh lực tiêu diệt quân đội đại lý về cứu viện từ thành ruột Tây. Ngô lần Hiếu Kỳ nói, nhưng thành ruột tê này là con đường phải đi qua nếu muốn đi vào đại lý từ phía tây. Trừ vì những bộ lạc kia quy hàng chúng ta, bằng không căn bản không thể vòng qua thành ruột tê được. Không, còn có một con đường. Trường Hiền nói, tướng quân đang nói đường thủy, ngô giới gật đầu ngô lân nói nhưng sông kim thủy gần đây và trên bờ sông lan thương đối phương đều xây dựng tháp canh muốn lén lút vòng qua đó để thấy rất khó ngô giới lắc đầu nói huỳnh đã hỏi thăm rồi sông kim thủy có một nhánh sông có thể hoàn toàn vòng qua thành ruột tê tiến vào đại lý trong đó có một vị quan tiên phong liền nói tương quân chính là dòng nước phía đông bắc kia sao đúng vậy quan tiên phong này lại nói Dòng nước này ta cũng có nghe nói, nhưng nghe nói địa thế dòng nước này eo hẹp, dòng nước chảy xiết hơn nữa còn phải đi qua ba khe sâu mới có thể bước vào bên cạnh đại lý, vô cùng nguy hiểm. Ngay cả người đánh cá gần đây cũng chưa có người dám đi vào trong đó. Ngô Giới nói, về này ta biết, nhưng chỉ với binh lực hiện có của chúng ta, muốn đánh thăng đối phương trực diện còn có hơn lên trời nữa. Chỉ có hành quân nơi nguy hiểm, nghĩ cách phúc kích đối phương thì mới có thể toàn thắng. cả người để cho rằng việc này không thể nào, kẻ địch càng không ngờ đến, Bây giờ mùa xuân còn chưa qua, nước mưa đầy đủ, chúng ta lại đang ở nơi có địa thế cao, từ thượng lưu chảy xuống hạ lưu. Mấy ngày trước ta phái người do thám rồi. Nếu chúng ta đồng thời xuất phát với quân đội của Cao Thị, đợi khi đến đoạn cuối của dòng nước, chúng ta chỉ ít có thể nhanh hơn bọn họ một ngày rưỡi thôi. Cho dù chúng ta đi trễ hơn bọn họ nửa ngày, chúng ta vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị. Ngô Lâm nghe thấy thế thì động lòng nói: Vậy chúng ta có thể mai phục đội viễn quân này ở trên đường từ thành Duật Tê đến phủ Kiên Trường. Một khi tiêu diệt đội viễn quân này, quân đội Cao Thị chắc chắn sẽ bị giảm sĩ khí. Đoàn thị có thể như thừa thế mà cướp lấy phủ kiến sương. Nói tới đây y bỗng nhiên cao mày nói, nhưng sau khi chúng ta mai phục thành công, những binh lính kia làm sao mà trở về nhá? Ngô giới cười ha ha, <laughs> nhị đệ, sao hôm nay đệ hầu đồ như vậy? Đương nhiên là đi đường rộng thanh thang để về nhà. Đệ đã từng gặp quân đội chiến thắng quay về nào mà lại đi đường nhỏ chứ? Đường rộng thanh thang, <laughs> hai hàng chân mày ngô lân nhướng lên vội nói. Đại ca, lẽ nào đến lúc đó muốn giáp công mặt trước mặt sau của thành ruột tế? Ngô giới lắc đầu nói, đây chỉ là hạ sách. Vừa rồi huynh con nói, Trước mắt tốt nhất là đừng xảy ra xung đột quy mô lớn với những bộ lạc này. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội viện quân này, bộ lạc của thành ruột tê nhất định sẽ bị kinh hoàng. Đến lúc đó chúng ta có thể phát tiền doanh dẫn đại quân tạo thành cái thế áp sát bên cảnh, lại dương cờ hiệu của đoàn chính nghiêm khuyên hàng những bộ lạc kia, đồng thời hứa hẹn phân chia lợi nhuận của sát tạp lạc vốn thuộc về cao thị cho bọn họ và triệu ngôn khâm. Các người cũng biết những bộ lạc này và cao thị vẫn luôn có mâu thuẫn. Ta nghĩ bọn họ sẽ nguyện ý quy hàng đoàn thị. Trương Hiến trầm ngâm nửa ngày, như thoáng chút suy nghĩ lại nói: Thành Duật Tề sớm muộn cũng là vật trong bàn tay chúng ta. Thay vì tấn công nơi này, chứ bằng đến lúc đó thừa cơ giúp đoàn thị tấn công phủ kiến xương. Ngô Giới lắc đầu nói: Cách này của ngươi hay, nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Trương Hiến kinh ngạc nói: Tướng quân nói vậy là có ý gì? Ngô Giới khẽ mỉm cười như có ám chỉ nói: Trương Hiến, dù sao ngươi vẫn còn trẻ tuổi, vẫn có rất nhiều chuyện không hiểu được. Ngô Lân cũng bật cười ha ha. Trương Hiến nhún mải nói: Ngươi cười cái gì? lúc trước ngô lân và trương hiến cùng nhau đầu nhập dưới trướng triệu tinh yến quan hệ còn hơn cả huynh đệ ruột thịt thấy trương hiến có chút không thoải mái vội giải thích nói trương hiến ngươi nghĩ mà xem tại sao Xu mật sứ không trực tiếp xuất binh trợ giúp đoàn thị trương hiến ngâm nghĩ một chút mới nói lẽ nào không phải là vì làm tê liệt nam ngô đây chỉ là một thôi còn có một điểm chính là Xu mật sứ cũng không hy vọng đoàn thị quá mức hùng mạnh cộng diện có lợi nhất cho chúng ta chính là đoàn thị và cao thị lương bại câu thương nam ngô nhanh chóng tương trợ lúc này chúng ta lại xuất binh thu dọn đàn cục đến lúc đó đoàn thị nhất định phải dựa vào đại tông chúng ta đây mới là kết quả mà xu mật sứ muốn có cho nên phủ kiến sương để cho đoàn thị tự mình lấy đi chúng ta làm cũng đủ rồi bọn họ thực sự đánh công lại thì chúng ta lại thương lượng đối sách khác có lẽ phía nhạc phi đã có chuẩn bị rồi trương hiến như thoáng chút suy nghĩ gật đầu nói hóa ra trong này lại phức tạp như vậy nha ngô giới cười ha ha đột nhiên vẻ mặt uy nghiêm cất cao giọng nói trương hiến nghe lệnh trương hiến vội ôm quyền nói có mặt tướng Bộn soái lệnh cho ngươi dẫn theo đội cảm từ ba người tiến quân ngăn cản đội quân cao thị ba ngàn. Các thượng sĩ bên cạnh không khỏi kinh hô. Ngô Lần vội nói, đại ca, nếu đi theo dòng nước, kỵ binh căn bản không thể đi qua, chỉ có thể phái bộ binh tiến quân. Bộ binh là đủ. Ngô Giới tự tin nói, bộ binh. Một quan tiên phong nói, tướng quân, ngài nói lấy ba ngàn bộ binh ngăn cản một vạn nhân mã đối phương. Không thể không nói, đề nghị này là rất dọa người mà. Ngô Giới hà hà nói, Chẳng lẽ các người đã quên, lúc trước sư mật sứ đưa cho chúng ta một món bảo pháp mà. Bảo pháp này dùng cho trận chiến mai phục là thích hợp nhất. Huống hồ ở đây khắp nơi đều là vùng núi, bộ binh không nhất định sẽ kém kỵ binh. Chỉ cần không để lọt phong thanh thì trận chiến này chắc chắn sẽ thắng không nghi ngờ gì. Ngô lần vỗ chán nói, à ah, đúng 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 đúng, suy chút nữa để đã quên mất cái bảo bối kia. Giống như lưu hậu chủ đất thục trung, không ôm chi lớn, cam lòng làm con dối. Chỉ cần có thể hưởng lạc đúng lúc thì y đã thỏa mãn rồi nhưng đoàn chính nghiêm tuyệt đối không phải là lưu hậu chủ không chỉ có như vậy, ông ta còn là một quân chủ vô cùng có khát vọng. Chỉ tiếc xin không gặp thời. Từ khi ông ta kế vị tên này vẫn luôn làm con rối của cao thị. Không chút thực quyền nào. Nhưng đây tuyệt đối không phải là do ông ta muốn. Đáng tiếc thực quyền của ông ta thực sự quá yếu. Cũng từng một lần thoái chí nản lòng, có ý muốn thoái vị xuất gia. Nhưng trong lúc vô cùng tuyệt vọng, Lý Kỳ đột nhiên xuất hiện. Còn thay mặt triều đình tống hứa với ông ta, giúp ông ta đoạt lại quyền lực thuộc về ông ta. Ông ta không có lựa chọn, thế là quyết tâm liều chết đánh cược. Cho dù thế nào cũng nhất định phải đoạt lại quyền thống trị đại lý. Ông ta tin mình nhất định có thể là một minh quân, nhất định có thể tạo phúc cho dân chúng đại lý. Lời tuyên thể này đối với ông ta mà nói có thể nói là đập nồi dìm thuyền, cũng có thể nói là hy vọng cuối cùng, không có bất cứ đường lui nào. Vì thế ông ta nằm gai nếm mật suốt một năm, bày bố kế hoạch hoàn mỹ này giúp ông ta chạy thoát khỏi sự khống chế của cao thị, ông ta cũng thành công rồi. Khi ông ta chạy ra khỏi phù thiện xiền cũng tức là côn minh ở hậu thế, Liên không ngừng vó ngựa mà chạy đến phủ hội xuyên. Hai vạn quân đội bóng ta chiêu mộ đồng thời cũng tập kết ở đó. Vừa đến phủ hội xuyên ông ta lập tức dựng thẳng lá cờ đoàn thị, thổi tù và tập kết. Nhưng ông ta không trực tiếp đánh chiếm phủ hội xuyên, bởi vì phủ hội xuyên quá gần phủ thiện triền, cao thị lại phái trọng binh canh giữ phủ thiện triền, vị trí địa lý này không tốt, cho nên ông ta từ lâu đã bạch ra kế hoạch vòng qua phủ hội xuyên, tiến quân phủ kiến sương. Sau khi Cao Thị nhận được tin này thì vẻ mặt thật sự rất buồn cười, cả ngày vẫn không ai lấy lại tinh thần được. Đợi sau khi hồi phục tinh thần lại thì lại hoàng sợ không ngừng. Lần này thực sự là thả hồ về rừng, hậu hoạn vô cùng mà. Thật ra có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Cao Thị quá sơ suất. Bọn họ cho rằng trải qua kinh doanh nhiều năm như vậy, cho dù là triều đình hay là quân sự thì đều nằm trong tay bọn họ. Trừ phi đoàn thị có thể mời được thiên binh thiên tướng trợ giúp, bằng không thì không thể nào lật ngược tình thế được nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ được đoàn thị đã lợi dụng quyền ngoại giao duy nhất mà thật sự mời được một viện quân giúp đỡ thật ra cao thị cũng không muốn giao lại quyền ngoại giao với đại tống cho đoàn thị nhưng đoàn chính nghiêm dù sao cũng là chính thống hơn nữa quan hệ vô cùng tốt với tống nghi tông cao thị hy vọng một mặt có thể lợi dụng đoàn chính nghiêm để quan hệ tốt với đại tống làm ăn với đại tống thu được lợi ích mặt khác bọn họ lại lén lút câu kết với nam ngô không ngừng kiềm chế đại tống không thể không nói bản tính như ý này của cao thị thực sự là rất hay cũng đã lấy được hiệu quả không tầm thường một lần trong mấy năm đoàn chính nghiêm tại vị quan hệ với đại tống đã đạt được tiến triển mang tính đột phá đặc biệt là ở phương diện giao thương hai nước vẫn luôn duy trì qua lại mật thiết kinh tế của đại lý cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều đương nhiên những lợi ích đoạt được này không chút quan hệ nào tới đoàn thị toàn bộ đều bị cao thị lấy đi cao thị lợi dụng đoàn chính nghiêm để ổn định đại tống bản thân mình lại quan hệ tốt với nam ngô mà đối với những quốc gia nhỏ tây nam tây bắc này thì lại dùng vũ lực uy hiếp ví dụ như mấy quốc gia như là miễn điện đều phải tiến cống cho đại lý dẫn đến mấy năm nay đại lý không có chiến sự gì về mặt đối ngoại chính sách ngoại giao này cũng giúp cho cao thị có thể toàn tâm toàn ý đối nội đây cũng là lý do vì sao 10 năm gần đây trong nội bộ đại lý không ngừng có phản loạn nhưng chính quyền của cao thị vẫn vững như thái sơn mà mấy đợt phản loạn lớn đều không bệnh mà chết nhưng lần này lại khác nha lần này đoàn chính nghiêm phát thể Tuy đoàn thị từ lâu đã mất đi thực quyền, nhưng dù sao cũng là chính thống, dù sao cũng là người cầm ngọc tỷ. Ở thời cổ đại, hoàng đế là thần trong lòng dân chúng. Lần này với tạo phản thông thường có thể nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Làm không tốt thì bọn họ sẽ trở thành tặc tử phản loạn. Càng đòi mạng chính là cho đến khi đoàn chính nghiêm phất cờ. Cao thị mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trước đó Cao thị hoàn toàn chẳng hay biết gì. Nghe được tin tức tiền tuyến truyền đến, không ngờ đoàn chính nghiêm lại có một quân đội hai bạn người trên dưới triều dã loạn cả lên bởi vì đoàn chính nghiêm đột nhiên khởi binh lại có được sự ủng hộ của bảy bộ lạc binh lực nhất thời tăng lên 3 bạn người đánh cho cao thị trở tay không kịp sĩ sĩ tăng lên một hơi đánh lấy bảy huyện 12 hương ở giao giới phủ hội xuyên và phủ kiến dương thế như trẻ tre mũi kiếm chỉ về phủ kiến dương lúc này tướng quốc đại lý là cao minh thuận của cao thị cao minh thuận cũng có thể nói đã trở thành hoàng đế chân chính của đại lý sau khi cao minh thuận biết được chuyện này thì lập tức triệu tập mọi người trong gia tộc mở hội nghị bởi vì đoàn chính nghiêm hét vang tiến manh mà nó cũng không dám chậm trễ quyết định điều binh ở trấn thành kỳ tiến lên trấn thành kỳ này là huyện vĩnh thắng ở hậu thế là một căn cứ địa quan trọng ở phía tây bắc của cao thị do vậy thủ lĩnh của trấn thành kỳ này từ trước đến nay đều là cao thị truyền từ đời này sang đời khác cao bình ngày đó gửi một phong thư khẩn đến đại kỳ cao bình này là chất nhi của cao minh thuật bảo y nhanh chóng điều binh chi viện phủ kiến sương phủ kiến sương này là kho lương nha bất luận như thế nào cũng không thể để mất mà binh lực của trấn thành kỳ này đều sắp xếp ở biên giới đặc biệt là thành ruột tê là trọng địa nhà binh hơn nữa mấy ngày trước đó triệu ngôn khâm của tổ phiên lại bắt đầu có ý đồ với sát tạp lạc dẫn đến khi đó cao bình đều đóng trọng binh ở thành ruột tê cả rồi nào biết với đông chưa sáng thì phía tây đã sáng rồi quân đội của triệu ngôn khâm tuy rằng đóng tại mang khang nhưng còn chưa tiến lên bước nào thì mặt sau của phổ kiến sương đột nhiên báo nguy lúc ấy cao bình cũng luống cuống phủ kiến xương mà mất thì trấn thành kỳ cũng hoàn toàn lộ ra ngoài liền vội vàng điều binh từ thành ruột tê nhưng nghi chỉ điều một vạn nhân mã bản bộ không bảo các bộ lạc quanh thành ruột tê trợ giúp mà lệnh cho quân đội của những bộ lạc này rằng co với triệu ngôn khâm để tránh cho triệu ngôn khâm thừa cơ đánh lén cướp mất sát tạp lạc bọn họ sắp xếp cũng là có nguyên nhân phủ kiến xương cũng vô cùng quan trọng mà những bộ lạc này luôn bằng mặt mà không bằng lòng với cao thị bởi vì sau khi Cao Thị cầm quyền, 37 bộ lạc này thỉnh thoảng lại tạo phản, làm cho Cao Thị rất cầm tức những bộ lạc này. Thế là nghĩ hết mọi cách làm suy yếu thế lực của những bộ lạc này, xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ. Quan hệ hai bên cũng từng đóng băng. Ngược lại, quan hệ giữa những bộ lạc này và đoàn thị lại vô cùng tốt. Bây giờ đã có 7 bộ lạc, vừa nghe thấy đoàn chính nghiêm cởi binh thì đã lập tức đầu nhập vào đoàn chính nghiêm, cho nên Cao Bình không thể không đề phòng điểm này. Lỡ như ngươi bảo những bộ lạc này xuất binh cứu viện phủ kiến xương, khi đến phủ Kiến xương những bộ lạc này lại quay đầu mũi giáo, vậy thì chuyện lớn không hay rồi. Nhưng ngươi bảo những bộ lạc này trông coi thành ruột tê, thì bọn họ nhất định tận tâm tận lực mà canh giữ. Nếu địa khu mà mối sát tạp lạc bị triệu ngôn khâm chiếm được, thì bọn họ cũng chịu thiệt thòi lớn nha. Ai à này quan hệ mật thiết đến lợi ích của bọn họ, cho dù ngươi không có nói câu nào thì bọn họ cũng sẽ liều mạng trông coi thành ruột tê. Từ đó có thể thấy cao bình này cũng không ngu, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng có một câu nói rất hay, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao này còn có núi khác cao hơn. Ngô Giới đã sớm tính được Cao Bình sẽ làm như vậy. Ngay cả chiến thuật đã bố trí xong cả rồi, chỉ đợi Cao Bình hơi chui vào trong cạm bẫy này thôi. Từ sớm Mỹ đã sắp xếp người chú ý chặt chẽ hướng đi của quân đội thành Duật Tây. Sau khi biết quân đại lý ở thành Duật Tây quay về phòng tù, thì lập tức lệnh cho Trương Hiến dẫn theo một đội cảm từ 3000 người xuất phát từ sông Kim Hà, thuận theo dòng nước bí mật kia mà đi vào bên cạnh đại lý. Vì thế ngô giới từ lâu đã cho người lén lút đi do thám tình hình của dòng nước này, đồng thời dọn dẹp một số tảng đá, thực sự không dọn được thì cũng ghi lại ký hiệu cho tốt. Hơn nữa tuy Lý Kỳ không được binh đến nhưng đã cho không ít trang bị đặc biệt, đặc biệt là trang bị dưới nước, bởi vì ở đại lý sông ngòi nhiều, người có thể không lựa chọn thủy chiến, nhưng người phải có vốn liếng để thủy chiến, trong đó chiến thuyền mới nhất không gì qua được bè lót khí. Bởi vì tuy sông ngòi đại lý nhiều nhưng mà không có sông lớn, số 1, số 2 giống như là Hoàng Hà, Ngươi điều mấy chiến hạm lớn đến không nhất định sẽ triển khai được. Hơn nữa mấy chiếc hạm cực lớn cũng không phải là thuyền cơ giới. Rất cần có nhiều nhân lực để chống đỡ. Thủy sư Phúc Châu thì lại còn phải đi đánh nơi khác. Làm sao có thời gian chạy đến đây cơ chứ? Cho nên lý kỷ cho ngô giới đều là một vài chiến thuyền nhỏ, trong đó bè lót khí làm chủ. Bè lót khí này là do túi da và bè gỗ, bè trúc hợp thành, có tính linh động và tính co giãn rất cao, thích hợp nhất là đi trong khe núi do trường hiện lãnh binh từ cao nguyên tiến quân vào vùng núi hơn nữa ở đây thường xuyên có mưa lượng nước trong sông ngòi đầy đủ trương hiến dẫn đội cảm tử ba ngàn người xuôi theo dòng đi thẳng xuống mà không cần lấy tay để trèo thuyền đi như tên bắn liên tiếp xuyên qua ba khe núi sâu lén lút đi vào biên cảnh đại lý đương nhiên trên đường đi cũng xảy ra không ít điều bất ngờ dù sao thì địa thế của dòng nước này hẹp dòng nước vừa nhanh vừa mạnh một khi không cẩn thận thì thật sự là lật thuyền trong mương ước chừng 100 dũng sĩ vì thế mà ngoài y muốn rơi xuống nước sống chết không rõ nhưng khả năng sống sót vẫn rất cao bởi vì những binh lính này đều lấy dây thừng trói mình vào mặt trên của bè lót khí chỉ cần không bị đá trong nước đập chết thì bọn họ có thể dựa vào bè khí lót mà không để cho mình bị chết đuối nhưng trương hiến cũng không chở bọn họ các ngươi tự mình nghĩ cách làm cho xong đi y vẫn không ngừng thúc giục quân đội tiến lên chỉ mất mấy ngày trương hiến đã dẫn theo đội cảm tử ba ngàn người này rốt cuộc đã đến một nơi tên là đạo bá có lẽ đây chính là biên cảnh huyện đạo thành hậu thế đây cũng chính là đoạn cuối của dòng nước bởi vì đội cảm tử ba ngàn mà trương hiến mang theo đều là người khương trong biên cảnh đại lý cũng có không ít tộc khương bọn họ cũng tương đối quen thuộc với nơi này trước khi đến đây đã xác định hết địa phương mai phục này rồi tuy rằng từ thành ruột tây đến Phổ kiến sương có rất nhiều đường trong tình hình bình thường người rất khó đoán được quân đại lý sẽ đi bằng con đường nào nhưng bây giờ lại khác Phổ kiến sương nguy trong sớm tối đội viện quân này chắc chắn sẽ đi đường gần nhưng dù sao cũng là đội quân hơn một vạn người chắc chắn sẽ dặn một con đường lớn để hành quân ở mang khang có người khương hiến kế nói quân đại lý nhất định sẽ đi qua đạo bán chúng ta có thể mai phục ở đây Ngô giới nhìn bản đồ cũng vô cùng tán thành lời của Khương kia. Thế là cho người Khương kia một chức quan, bảo gà làm phó quan của Trương Hiến, dẫn Trương Hiến đi mai phục. Khi Trương Hiến đến gần đạo bá thì trời đã tối, lại lên đường suốt đêm, đợi khi đến được nơi mai phục thì vừa hay là tảng sáng. Bởi vì trong bên cạnh đại lý đều là vùng núi, phàm là bên đường thì đều là núi cao trùng điệp, mà hai bên con đường này cũng là hai ngọn núi vừa, vừa vặn là một khúc quanh. Trước tiên Trương Hiến sai người tuần tra xung quanh, nếu có người xâm nhập khu đất này thì bắt lại toàn bộ thuận tiện tìm hiểu hướng đi của quân địch lại lệnh cho binh lính vội vàng chuẩn bị rầm 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 chỉ thấy một đám binh lính cầm quốc đang đào mương đào động ở giữa đường người ngoài không biết sẽ cho rằng đây là một đám trộm mộ nhanh lên nhanh lên kẻ địch sắp đến rồi trương hiến tay cầm trường thương ra sức dục binh lính nhanh chóng đào động đợi khi động đã được đào không sai biệt lắm rồi thì lại thấy những binh lính này lại vội vàng cầm một món đồ giống như là bình sắt đặt vào trong từng cái động một trên bình sắt này có một kíp nổ thật dài Chúng binh lính là đặt kíp nổ vào trong ống trúc nhỏ vùi sâu vào trong rãnh nhỏ vừa đào xong, dẫn thẳng vào rừng cây hai bên đường. Bình chất này có thể nói là tiền thân của địa lôi, là phát minh vĩ đại bậc nhất của quân khí giám trong thời gian ký kết hiệp ước Vân Tàng. Thật ra cách tác chiến trôn hỏa dược ở dưới đất là xuất phát từ triều thống. Có điều trong thời kỳ Nam Tống gọi là pháo hỏa dược, trước mắt không biết có ai dùng qua địa phương chưa. Nhưng trước khi lý kỳ tiếp bản quân khí giám, pháo hỏa dược này vẫn chưa được xếp vào bảng vũ khí. Nói trở lại ý tưởng này thực sự không phải do Lý Kỳ nghĩ ra, mà là do đứa trẻ có suy nghĩ kỳ quái, ngu dọn văn nghĩ ra. Nhưng đây chẳng qua là một đợt địa lôi sớm nhất, phương thức vẫn là dùng kiếp nổ kích nổ, bởi vì công nghệ hiện nay không tạo ra được trang bị tạo áp lực. Nhưng nếu cần người đứng bên cạnh điện lôi để châm ngòi nổ thì chẳng phải là ném pháo sao? Đừng nói là không nổ chết kẻ thù mà ngược lại đó là mình nổ chết rồi. Hơn nữa nếu như vậy thì địa lôi liền mất đi tinh bí mật. Địa lôi mà không có tính bí mật thì chỉ bằng người ném bom sẽ hữu dụng hơn chi ít kẻ thù sẽ không ngu xuẩn đến mức nhìn thấy pháo đang đốt mà còn xuống lại để nổ chết. Lý kỷ từ phương pháp đi dây ngầm ở hậu thế mà liên tưởng đến dùng ống trúc để giấu ngòi nổ, như vậy thì có thể chôn ngòi nổ dưới lòng đất, phát huy được đặc điểm của địa lôi. Đoàn sát thủ của địa lôi này cuối cùng đã bước lên vũ đài lịch sử thu hoạch ánh sáng rồi. Thật ra ban đầu khi Ngô Giới đề xuất phái đội cảm tử ba ngàn người đến ngăn chặn viện quân của đối phương đối với Triệu Ngôn Khâm, Triệu Ngôn Khâm còn cho rằng Ngô Giới nói mớ. Nhân số ít hơn mấy lần thì không nói nếu ngươi đi theo dòng nước xiết kia thì ngay cả ngựa ngươi cũng không mang theo được trong thời đại vũ khí lạnh này ngươi dùng 3.000 bộ binh mà lại đi ngăn cản một đội quân có kỵ binh của người khác đây không phải nói mớ thì là gì chứ nhưng khi ngô giới cầm địa lôi đích thân biểu diễn một lần trước mặt triệu ngôn khâm thì triệu ngôn khâm lập tức trầm mặc có thần khí như vậy 3.000 ngăn cản một vạn cũng tuyệt đối là có thể nha Là đại trương hiến mang theo nhiều địa lôi có bằng sắt có bằng sứ lệnh cho binh lính chôn hết xuống đất kéo dài hơn ba dặm do nhân lực đủ nhiều hơn nữa đều là tráng hán cho nên chỉ cần một canh giờ thì đã làm xong toàn bộ trương hiến lại dặn người đi lấy nhánh cây quét dọn sạch sẽ dấu chân trên đường sau đó toàn bộ ẩn nấp hai bên núi lặng lẽ chờ kẻ thù chui đầu vô lưới giữa trưa do tám phía trước báo lại để địch đang nhanh chóng đi về phía này không đến nửa canh giờ nữa thì có thể đến trương hiến lập tức bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ lại qua thời gian ăn xong một bữa cơm, chỉ thấy ở một đầu đường của đường cung, một đội quân hơn phân nửa do kỵ binh tạo thành đang nhanh chóng đi về phía này. Đen tuyền một màu, giống như là một con chân lớn uốn lượn ở giữa khe núi trùng điệp này vậy. Bởi vì bọn họ vội vàng đi cứu viện, cho nên gần như là điều hết toàn bộ kỵ binh của thành ruột tê ra, tổng cộng là 6.000 khinh kỵ binh, 4.000 binh bị giáp. 6 kỵ binh đối với nước kim mà nói đương nhiên không tính là gì, nhưng đối với đại lý mà nói thì là vô cùng nhiều. Trương Hiến dẫn theo 3.000 người Khương nằm dạp trong bụi cỏ, từng đôi con người đen nhánh giống như rắn độc vậy khiến người ta nhìn thấy mà sợ kỳ lạ đây hẳn không phải là quân tiên phong nha trương hiền vốn cho rằng người đấy nhất định là quân tiên phong của đối phương nhưng cầm kinh viễn vọng nhìn hồi lâu phát hiện đội quân này nhân số đông đúc thoạt nhìn có năm sáu ngàn người phải biết là đối phương tổng cộng có một vạn người nha đây rõ ràng không phải là đội quân đi đầu mà Hóa ra từ thành thuật tê cho đến phủ kiến xương lộ trình không xa lắm. Giải đất chính giữa này nằm trong sự khống chế của bọn họ, mà ở đây lại là thuộc địa bàn của Trấn Thành Kỷ, mà thời gian của bọn họ lại gấp rút cho nên thủ lĩnh của đội viện quân này không sắp xếp quân tiên phong gì, lệnh cho binh lính hành quân tốc độ cao. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Trương Hiến, vội vàng nhỏ giọng nói với phó quan bên cạnh. Đối phương không phải là quân tiên phong, nhanh chóng với binh lính, một khi quân đội này tiến vào khu địa lôi thì lập tức cho kích nổ địa lôi. Tuần bệnh võ quan kia vội vàng lên một cành cây rút bên eo ra một lá cờ xanh bung lên gã vừa bung lên chỉ thấy hai bên trái phải trên núi đối diện cờ xanh không ngừng bung lên thời đại này không có điện thoại nếu muốn che giấu tay mắt người ta đương nhiên là không thể hô được rồi cho nên lấy cờ làm tín hiệu đã bắt đầu lưu truyền từ quân tống ngô giới cũng mang cờ tín hiệu này đến phía nam nơi mà phó quan kia đứng chính là chỗ của tổng chỉ huy chỉ chốc lát sau mệnh lệnh của trương hiến đã được truyền xuống một cách chính xác không sai trương hiến lại cầm kính viễn vọng quan sát hướng đi của quân địch nhìn thấy còn bảy mươi bước nữa thì tiến vào khu vực địa lôi năm mươi bước ba mươi bước mười bước khi quân địch càng ngày càng tới gần khu địa lôi không khí cũng dần dần căng thẳng hơn lòng bàn tay của trương hiến đã đổ mồ hôi tuy y đã trải qua mấy trận chiến quy mô siêu cấp lớn như trận chiến bảo vệ khai phong đại chiến hoàng hà loạn chiến Yên vân nhưng đó đều là đám người do lý kỳ và trùng sư đạo hoặc là nhạc phi hàn thế trung hay là tông trạch chỉ huy y chẳng qua chỉ là một mảnh tướng đấu tranh anh dũng mà thôi nhưng lần này y lắc mình trở thành thống soái trận chiến này đối với mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết phải biết rằng hiện giờ trương hiến vẫn chưa tới 20 tuổi ngô giới lại dám để cho y chỉ huy chiến dịch quan trọng như vậy có thể thấy là tin tưởng y cỡ nào thật ra ngô giới biết trương hiến chính là nhạc phi bản yếu hơn kém hơn nhạc phi một bậc nhưng cũng giỏi văn giỏi võ như vậy có tài làm thống soái thêm một thời gian nữa chắc chắn có thể dương danh lập vạn cộp 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 từng trang từng trang tiếng bó ngựa càng phát ra tiếng vang cũng tức là quân địch đã tiến vào khu địa lôi càng vào lúc này thì càng phải vững vàng trên trán trương hiến đã diễn ra mồ hôi chi chít vẫn luôn đợi cho đến sau khi quân địch hoàn toàn tiến vào trong khu địa đôi khi cả quân đội đều ở trong khúc quanh trương hiến kia lập tức gật đầu với phó quan phó quan kia vội vàng vung cờ xanh bởi vì vị trí mà phó quan này đứng là vô cùng xào trá người phía dưới căn bản không nhìn thấy chỉ có vòn vẹn vài chỗ là có thể nhìn thấy mệnh lệnh vừa ra người khương ngẩn nấp trong bụi cỏ lập tức đốt lửa vào ngòi nổ lộ ra bên trong ống trúc xoẹt 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 ngòi nổ này vừa được châm lửa thì giống như là một con rắn lửa vậy xuyên thẳng qua ống trúc nhưng nói là bốn phương tam hướng từ trên xuống dưới kéo dài trên mặt đất dưới đất đã bị đốt rồi nhưng quân đại lý hoàn toàn không hay biết căn bản cũng không biết rằng tính mạng của bọn họ đã bắt đầu đến ngược rồi mấy võ tướng còn đang lớn tiếng la hét thúc giục binh lính lên đường oanh 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 oanh, 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 oanh chỉ một thoáng tiếng nổ như sấm giật như thiên lôi giáng xét vậy sóng sau cao hơn sóng trước phập phồng không thôi kéo dài mấy dặm đinh tài nhức óc lại có cắt bay đá chạy bụi đất tung bay giống như là trời sụp đất nứt vậy a à, tiếng người kêu thảm thiết tiếng ngựa kêu trong màn khói bụi dày đặc không ngất bên tai địa lô này dùng hòa dược tinh thuần nhất đương thời chế ra lực bùng nổ vô cùng khả quan nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cũng không giống như là địa lôi ở hậu thế có thể nổ đến tan tành xác banh cả một người phải biết đây vẫn là địa lôi thời kỳ đầu, chủ yếu là tổn thương kẻ địch chính là những miếng sắt hoặc là những mảnh sứ vỡ bay ra từ dưới đất, giống như là vô số mũi tên nhọn vậy, đâm vào kẻ thù hoặc là chiến mã, lần này có muốn cản cũng không thể cản được. Trong khoảnh khắc chỉ thấy không ít binh lính bị ghim đầy miếng sắt trên người, ngã vào giữa vũng máu giống như con nhím vậy. Đợt oanh tạc này thực sự bùng nổ lên tận trời, suýt chút thì đồ cho quân đại lý toàn quân bị diệt. Đây là động đất sao? binh lính đại lý tới giờ vẫn không rõ ràng tình huống gì. Mọi người bối rối bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy địa lôi, cũng không biết trên đời có món đồ chơi địa lôi này. Nhưng ở đây thực sự là thường xuyên có động đất, cho nên có một số người còn cho rằng là động đất. Ngoài trừ động đất ra thì dưới đất làm sao có thể đột nhiên nổ tung được chứ? Mà những chiến mã còn sót lại thì cả kinh hoảng loạn, căn bản không chịu khống chế, chạy loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau. Còn có một vài binh lính may mắn tránh được công kích của địa lôi, nhưng lại bị chiến mã phe mình dẫm cho chết tươi trên con đường rộng lớn trong nhất thời trở nên chật trội vô cùng trong lúc nhất thời giữa màn khói xương đặc bụi là cảnh người ngã ngựa đổ rối loạn rối loạn toàn bộ rối loạn chỉ thấy đội quân vừa rồi còn đang ngay ngắn trật tự bây giờ đã hỗn loạn rối ren bọn binh lính đều chạy trốn chết chỉ cảm thấy ngọn núi giống như là sắp sụp vậy tướng quân dẫn đầu kia còn đang ra sức hô hào ở đằng kia nhưng căn bản là không ai nghe lời của gã cả đừng nói là những binh lính đại lý kia ngay cả trương hiến cả đội cầm từ ba ngàn người đều nhìn đến sững sờ bởi vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trương hiến sử dụng điện lôi quy mô lớn nhìn thấy mà ngay cả y cũng kiếp sợ không thôi món đồ chơi này thực sự là mạnh nha sau khi trương hiến thấy thất thần trong giây lát thì lập tức tỉnh táo lại chọn đúng thời cơ lập tức ra lệnh lệnh cho binh lính mai phục trước sau hai bên mạnh mẽ tấn công kẻ thù giết mệnh lệnh vừa ban hai đầu trước sau của khúc quanh nổi lên tiếng kêu giết khắp nơi tiếng kêu giết này cũng nói cho đối phương biết đây không phải là động đất mà là người chúng mai phục đương nhiên binh lính đại lý lúc này thà rằng là động đất bởi vì động đất cũng là chuyện dây lát qua rồi thì thôi nhưng chúng mai phục thì không phải là chuyện dây lát mà là không phải chết thì là ta chết may mà bọn trương hiến đều là bộ binh không có lực xung kích bằng không thì thực sự hết cứu nhưng cho dù như vậy thì quân đại lý hơn một vạn này cũng đã miếng thịt trên thớt rồi chỉ chờ bọn trương hiến đến để chém giết thôi còn chưa chờ bọn họ phục hồi lại tinh thần chỉ thấy mấy trăm người khương tay cầm đoàn thương từ trên núi bọt xuống ra sức phóng đoàn thương về phía bọn họ những người khương này bình thường lên núi săn thú để dùng đoàn thương bắn vào dọa dạ thú. Bản lĩnh chiêu thức này có thể nói là bản lĩnh bẩm sinh của bọn họ. Mấy trăm thanh đoàn thương che khuất cả bầu trời, rơi vào giữa màn sương khói biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mơ hồ nhìn thấy từng thanh, từng thanh đoàn thương đâm vào giữa ngực kẻ địch. Nói tới cũng buồn cười. Quân đội đại lý này mặc giáp da, vừa hay bị đoàn thương khắc chế đến thảm hại. Cùng lúc đó, mưa tên trên núi hai bên giống như là mưa to, ảo ạt bắn xuống, phảng phất như chính giữa màn xương bụi này có lực hút vậy hút hết toàn bộ mũi tên vào trương hiến sắp xếp trước sau 300 trăm quân đoàn thương trái phải sắp xếp 200 trăm cung tiến thủ mỗi bên nhưng những quân hành quân xa này đều dùng để yểm hộ sát chiêu chân chính vẫn là hai ngàn binh cầm búa dưới sự yểm hộ của thương minh và cung tiến thủ hai bên trước sau lao ra một ngàn quân cầm búa mỗi bên trong tay cầm búa lớn giống như là mãnh hổ xuống núi vậy vô cùng thuận lợi mà xông vào trận doanh của quân địch nói là trận doanh nhưng thực ra làm gì có cái gì gọi là trận doanh chứ à chỉ thấy một vị mãng hán vung một cây búa ngắn lên chỉ thấy đã tước bỏ hơn một nửa đầu của một binh lính đối phương dường như còn chưa đủ ghiền mà một cước đạp xuống đất để ta xuống dưới lại thấy một người khương có gương mặt dữ tợn cầm một thanh búa to một nhát chém rất đầu ngựa binh sĩ trên ngựa lập tức ngã xuống tay không của người khương kia nắm chặt lấy trường thương đâm tới của đối phương một búa bổ xuống chặt binh lính kia ra làm hai đoạn ngay tại chỗ bởi vì không có ngựa trương hiến làm thống soái cũng không dám xông loạn nếu chẳng may chết ở đây thì đội cầm từ ba ngàn người một mình xâm nhập này sẽ giống như là rắn mất đầu vậy y mai phục trên núi nhìn thấy cục diện những người khương này rất địch mà không khỏi run rẩy ra đầu thật là quá tàn bạo phải biết những người khương này từ nhỏ đến lớn ăn tươi nuốt sống trời sinh là khát máu hung hãn vô cùng năng lực tác chiến của một binh sĩ thì vô cùng mạnh mà bọn nhạc phi nói nguyên nhân mà những người khương này chiến đấu không được chính vì tuy rằng năng lực tác chiến của một người thì mạnh nhưng thường hay nổi máu chém giết, không nghe lời chỉ huy, đại não cũng bắt đầu không suy nghĩ theo. Nhưng một mình ngươi có mạnh hơn nữa thì có thể đánh thắng được bao nhiêu người cơ chứ? Cho dù là hung mạnh như tử quỷ thì chẳng phải cũng bị mấy trăm cung tiễn làm cho không còn chút tinh cách nào sao? Ngô Giới cũng nhìn ra khuyết điểm của những bình thường này chính là quá tán loạn, sự đoàn kết của bọn họ lấy dân tộc làm điều kiện tiên quyết chứ không phải là một quân đội. Nhiều thì chỉ có thể coi như là một đội thổ quân thôi, còn xa lắm mới có thể coi như là một đội quân chính quy cho nên khi vừa đến mang khang thì đã sử dụng cách luyện quân của lý kỳ muốn cho những binh lính kia hiểu ra một đạo lý chính là phục tùng mệnh lệnh trong một hai tháng này sức chiến đấu của những binh khương dưới tay triệu ngôn khâm đã tăng lên rất nhiều còn về mặt quân đội đại lý do đang đứng ở khúc quanh phía trước không biết phía sau thế nào chỉ nghe thấy tiếng giết đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phía sau cũng không biết tình hình phía trước như thế nào hết vậy mà kỵ binh do chiến mã bị chấn kinh không chịu khống chế hơn nữa địa hình cũng không thể triển khai được thế cho nên ưu thế của kỵ binh căn bản không thể phát huy cùng tiến thủ bị ngăn cản hoạt động do kỵ binh phía trước lộn xộn không thể có sức mà đánh trả bộ binh thì từ sớm đã bị địa lôi nổ đến thất điên bát đảo rồi không chết cũng bị nổ điếc lỗ tài cũng chỉ nghe thấy mấy tiếng ngầm ngầm ý chí dĩ nhiên là sụp đổ không còn lòng dạ chiến đấu không ít binh lính chạy về phía núi bọn họ đều đã là người dân ở đây đều là cao thủ trong rừng nhưng vấn đề là trong núi hoàn toàn là các cung tiến thủ ở nấp một người đến thì chết một người đến một đôi thì chết một đôi Bình lính đại lý thấy trong núi còn có mai phục thì trong lòng cũng nguội lạnh. Thật ra bình lính đại lý không phải là không chịu nổ một kích như vậy, bọn họ cũng đều là dân tộc thiểu số hung hãn, chỉ là ngay từ đầu đã bị địa lôi nổ đến bối rối, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được. Hơn nữa bọn họ vẫn vô cùng tin tưởng thần minh, không ít người còn cho rằng đối phương mời thiên thần hạ phàm giúp đỡ, dẫn đến rối loạn đội hình, không có ý chí chiến đấu, muốn trận hình thì không có trận hình, muốn kỷ luật thì không có kỷ luật, đa của kẻ địch còn chưa chém lên đầu mà bọn họ đã không biết chống trả rồi mà Trương Hiến cũng càng đánh càng mạnh, hai ngàn binh cầm búa chém giết trước sau, công tiễn hai bên trái phải thay nhau bắn tên. Kẻ địch bị giết đến kêu khóc đầy trời. Chợt nghe được một tiếng hò hét, chỉ thấy một phân đội nhỏ giết ra từ trong xương khói. Trương Hiến nghe được thì không hiểu lắm, đưa mắt nhìn chỉ thấy chính giữa mấy chục binh lính có một tên mặc áo khoác ngắn màu trắng thì đã hiểu rồi. Nhìn thấy những binh lính kia liều mạng bảo vệ người nọ, trong lòng Trương Hiến suy đoán, người kia nhất định là thống soái quân địch, vội vàng lấy cung tiễn ra, nhưng xung quanh người kia đều được binh lính ngăn cản căn bản là không ra tay được trương hiến vì không muốn làm mình bại lộ khiến đối phương đề phòng vì vậy không vội vã bắn mũi tên kia ra nhìn xung quanh ánh mắt đột nhiên tập trung vào một cây đại thụ cách đó mấy bước vác cục tiện lên vai chỉ mấy bước nhỏ đã nhảy lên được lát sau thì nhảy lên một nhánh cây thô to lưng dựa vào thân cây lớn dương cung lắp tên nhắm ngay mục tiêu không chút do dự bắn ra một mũi tên có thể thấy được y tự tin đến thế nào về tài bắn cung của mình chủ tướng đối phương đánh lui mấy kẻ địch truy kích phía sau đang chuẩn bị bỏ chạy nhìn thấy đường sống ở phía trước bởi vì ông ta quan sát thấy đối phương đều là bộ binh chỉ cần phóng ngựa chạy thì đối phương sẽ không đuổi kịp nhưng vó ngựa vừa mới bước ra thì một mũi tên bắn lén đuổi theo nhanh như tiềm điện phập trực tiếp xuyên qua cổ của gã không kêu rên một tiếng thì đã ngã xuống rồi binh lính xung quanh cả kinh thất sắc rối rít xuống ngựa ôm lấy chủ tướng kia bô bô ba la kêu to lên vẻ mặt vô cùng bi phẫn vút 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 Trương Hiến không ngừng tay, lại bắn ra vào mũi tên, chỉ thấy lại cả ba người đều kêu lên rồi ngã xuống. Ngay sau đó lại là một đợt đoàn thương từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy mấy thân vệ binh của chủ tướng kia đã không còn lại bao nhiêu người nữa. Quân đại lý vốn quân tâm tán loạn, nhìn thấy chủ tướng đã chết thì trong lòng dĩ nhiên là tuyệt vọng, rối giết bỏ vũ khí đầu hàng, không đánh không đánh, trận này thực sự là không đánh được nữa. Thật ra thời cổ đại, trận chiến công thủ như trận chiến bảo vệ khai phong, Còn đánh trả vô cùng hiếm thấy, thông thường đều là mấy trận tao ngộ chiến nơi hoang dã mà mấy trận tao ngộ chiến này cũng là loại chiến tranh mà triều tống không am hiểu nhất bởi vì quân tống không có ngựa người đánh thắng người có thể chạy nhưng một khi người thua thì toàn quân bị diệt trước kia bất kể là nước liêu hay là đánh với tây hạ triều tống vẫn luôn tiến về phía trước mà hết vang tiến công nhưng một trận đánh mà bại thì bị và chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ cho nên có một số thống kê là tỷ lệ thắng của triều tống rất cao nhưng lại không thu được những thành quả thực chất nguyên nhân mấu chốt chính là ngựa nhưng thông thường đều xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn trên vùng núi thế này Triều tống không sợ ngươi chính giữa vùng núi trùng điểm này ngươi muốn chạy thì chỉ có thể chạy trước sau hai bên ngươi không thể nào cưỡi ngựa chạy lên núi được đang nói chuyện xưa sao cho nên chỉ cần cản kín hai bên thì đám kỵ binh đã bị phá nát rồi cho nên ngô giới mới dám bảo trương hiến dẫn theo ba ngàn bộ binh chạy đến đây ngăn cản quân chính quy hơn vạn người đương nhiên lòng tin của y hơn phân nửa còn đặt lên hỏa dược nữa nếu không có trương hiến bố trí lôi trần ở đây mà đối phương căn bản không biết địa lôi là cái gì thì trận chiến này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một bên toàn thắng một trận toàn thắng say xưa thỏa thích tuy rằng ngô giới chưa tới nhưng chiến dịch này đều là y bố trí trương hiến chẳng qua chỉ là một người chấp hành mà ngô giới đặc biệt am hiểu lợi dụng địa hình đánh trận phục kích có thể nói là dụng binh như thần hơn đỡ gàn cũng đủ lớn lần này nếu đổi lại là trùng sư đạo thì không dám chắc đi qua dòng nước kia không nói đến dòng nước kia nguy hiểm đến cỡ nào phải biết rằng lần này họ một mình dẫn quân xâm nhập lỡ như có bất kỳ sơ sót gì thì toàn bộ đều phải chết ở đây đến trại cũng không có chỗ chạy cho dù là so sánh ngô giới với nhạc phi với nhau cũng coi như là lực lượng ngang nhau nhưng trong lịch sử sở dĩ nhạc phi nổi tiếng hơn ngô giới là bởi vì trong số võ tướng triệu tống chỉ có nhạc phi dám dẫn quân đối đầu đại khai đại hợp trên bình nguyên với quân kim hơn nữa thắng nhiều thua ít việc này lại vô cùng lợi hại đương nhiên như vậy không phải nói là ngô giới kém hơn nhạc phi mỗi người đều có đặc điểm riêng giống như hàn thế trung tông trạch trùng sư đạo bọn họ đều mạnh vô cùng nhưng người bảo trùng sư đạo chạy đến phía nam đánh trận phòng chừng không mạnh bằng ngô giới trận chiến phục kích này chỉ rằng có hơn một canh giờ thì gần kết thúc rồi quan trọng vẫn là sức sát thương diện rộng của đệ lôi quá mạnh trận oanh tạc kia về cơ bản đã tuyên cáo kết quả của trận chiến này khói thuốc súng tàn đi trên đường thây ngang khắp trốn liên miên vài dặm những người khương kia từ nhỏ hung hãn nhìn thấy cục diện này còn vô cùng hưng phấn mà trương hiến trải qua hai chiến dịch khai phong hoàng hà cũng không lấy làm lạ về cục diện này nữa khởi bẩm tương quân chúng ta tổng cộng tiêu diệt hơn bảy ngàn quân địch tù binh hơn bốn ngàn người thu được hơn ba ngàn trên mã bảy ngàn người này chỉ ít có một nửa chết bị địa lôi còn chuyện vũ khí khôi giáp gì đó thì vô số kể cũng lười báo lại quan trọng là mấy ngàn tù binh này giải quyết thế nào đây Lần này nếu đổi lại là Dương Tây Hưng, vậy thì đơn giản giết sạch toàn bộ là xong rồi. Tên kia nhất định sẽ làm như vậy đấy, nhưng Trương Hiến thì lại khác, y vẫn có ý định chính trị nhất định. Y thầm nghĩ, mục đích của số mật sứ không phải là muốn đến đây đốt cướp giết, mà là muốn thống trị nơi này. Mà những binh lính này hơn phân nửa đều là tộc nhân của một vài bộ lạc. Nếu ta giết tộc nhân của bọn họ, những bộ lạc còn lại nhất định sẽ ghi hận chúng ta. Có thể không giết thì không giết tốt hơn. Trong các mất nửa ngày, trong lòng Trương Hiến đã có suy tính, gọi phó quan bên cạnh đến, ghé vào tai dặn dò mấy câu phó quan kia nghe xong liên tục gật đầu bút cầm nói mà tướng biết nên làm như thế nào rồi bước lên trước cất cao giọng nói bằng tiếng địa phương với những tù binh kia các vị huynh đệ chúng ta phụng trì đến đây cứ vua đấy những tù binh kia nghe thì ngẩn người người phụng trì cứu vua vậy chúng ta đang làm gì phó quan kia tiếp tục nói nước đại lý chúng ta vốn là tiên tổ thánh thượng và 37 bộ lạc cùng nhau đánh được đây vốn là thiên hạ của đoàn thị nhưng cao thị kia lại mưu toan nghịch thiên cải mệnh có ý xoán vị bọn họ không chỉ giam lỏng bệ hạ của chúng ta lại lạm dụng chức quyền hao tài tốn của chỉ lo cho lợi ích của mình không để đến lợi ích của dân chúng chúng ta làm cho gần 20 năm nay nội bộ nước đại lý chúng ta chiến hỏa không ngừng dân chúng lầm than mà bệ hạ thân mang bản lĩnh lại không thể thi triển được mắt thấy cuộc sống con dân của mình rơi vào nước sôi lửa bỏng bệ hạ lo lắng không yên chỉ mong cứu được vạn dân từ trong nước lửa hiện giờ bệ hạ đã khởi binh phụ cận phủ kiến xương muốn lật đổ chính quyền cao thị trả lại một nơi yên bình cho đại lý ta bệ hạ có dặn dò nếu các ngươi nguyện ý quy thuận thì sẽ bỏ qua chuyện cũ đồng thời luận công ban thường nhưng nếu các ngươi không chịu quy thuận thì bệ hạ tấm lòng nhân từ không đành lòng thương tổn con dân của mình các ngươi nhanh chóng rời đi đi nếu lần sau lại rơi vào trong tay chúng ta vậy thì đừng trách chúng ta vô tình các ngươi phải biết bệ hạ mới là chân mệnh thiên tử các ngươi đang trợ trụ vi ngược